Vâng, GX350 thì vẫn luôn là một chiếc xe gầm cao mà rất là được ưa chuộng của Lexus các bác ạ. Những cái thời điểm như chiếc xe này lăn bánh lần đầu tiên là 2010 các bác, còn sản xuất của nó là 2006 các bác nhé, sản xuất là 2006. Nhưng mà con này là bắt đầu là 2006 là nó đã sang máy mới rồi các bác. Con này thì nó có từ 2000 bắt đầu là nó sản xuất là từ 2003. 2003 nó là cái thế hệ máy cũ các bác, máy 330 là máy cũ, còn bắt đầu là từ 2006 đến cuối 2009 là bắt đầu là nó sang cái máy mới của GX350 bây giờ 14 010, 14 15 là cùng cái khối động cơ như này các bác ạ. Còn cái form này là bắt đầu đến đến 2009 là họ chuyển sang cái form mới bây giờ là form 010 và form 11, 12, 13, 14, 15 anh các bác ạ. Đấy. Nhiều bác là độ lên cái đầu đời mới của 2021 là độ được luôn đấy các bác. Đó. Thì chiếc xe GX350 này vẫn là một chiếc xe mà chạy phải nói là thực sự là rất là êm, rất là sướng luôn các bác. Có lẽ là bởi những cái khối động cơ của nó các bác, bởi khối động cơ của nó chạy nó rất là êm và mượt theo thời gian. Nhưng mà đây các bác nhìn cái form xe của nó vẫn còn rất là đẹp luôn. Nó có một cái nét đẹp riêng các bác ạ, có một cái nét đẹp riêng. Trước bao nhiêu tiền đấy các bác ạ? Trước bao nhiêu tiền? Con này GX350. GX350 sản xuất 2006, lăn bánh lần đầu là 2010, có nghĩa là mua về là lăn bánh là 2010 mới mua và mới lăn bánh các bác nhé. Những chiếc thời điểm ngày xưa thì là những chiếc xe là do thủ tục hải quan đấy các bác, thủ tục hải quan xuất nhập khẩu ấy, nên là ngày xưa là những chiếc xe mà sản xuất ra là chưa bao giờ là đăng ký được ngay đâu các bác. Mới lại những cái thời điểm ngày xưa cái tiền cái xe nó rất là xa xỉ các bác, rất là xa xỉ. Đấy, nên là cũng không phải là sản xuất ra đấy, là tới tay người tiêu dùng được ngay. Đấy, nên là còn xuất nhập khẩu với các cái nữa đấy, nên là đăng ký là hay muộn là vì thế các bác, đăng ký hay muộn là vì thế. Đây em cho các bác xem này, một chiếc xe mà GX350 mà bây giờ em để cho bác nhà mình nhá. Con này là chưa tới 400 triệu các bác nhá, chưa tới 400 triệu. Đấy. Một cái mức giá mà rất là hợp lý để cho các bác nhà mình trải nghiệm một mẫu xe sang gầm cao. Đây các bác nhìn này. Tem mác đây các bác này. Tem mác nhà sản xuất này. Đấy. Lexus. Rồi đây nữa này các bác này. Các bác nào mà thích cái form xe này đây, các bác nhìn tất cả tem mác nha các bác nhé, còn nguyên hết luôn, tất cả tem mác là còn nguyên hết luôn đây. Đấy. Những cái chi tiết nhựa ấy của nó đều rất là đẹp các bác nhé, nhựa rất là đẹp luôn. Đấy. Ghế gùng tươi sáng, nội thất đẹp vô lăng gối. Một các bác bảo một chiếc xe hơn 15 tuổi rồi mà họ còn giữ được như này thì là rất là ok luôn rồi. Con này thì chạy rất là đầm, êm, chắc các bác ạ. Đây các bác này, các chi tiết vẫn sáng choang luôn các bác nhé. Đây, sáng choang luôn này. Open này mở ra này. Cờ lâu là đóng vào này. Các vân gỗ vẫn sáng trưng luôn. Các vân gỗ vẫn sáng trưng luôn này. Từ những cái chi tiết này các bác này. Sấy sửa này có hết luôn rồi các bác nhé. Sấy sửa ghế, rửa đèn, rửa yếc đầy đủ hết luôn rồi. Cửa sổ trời trần chiếc. Hãy nhìn cái cặp đèn của em nó này. Sáng trưng luôn các bác nhé. Sáng trưng luôn. Đèn bi hết rồi các bác nhé. Con này nó là form của 09 rồi các bác. Bắt đầu là 06 này, 07, 08, 09 là có cái form này các bác. Xong bắt đầu là mới sang cái form mới hơn một chút các bác nhé. Đèn đón này. Sáng trưng luôn. Đèn sáng trưng luôn, đèn gầm thế. Đấy, bác nào mà có vừa tiền các bác ạ, có vừa tiền thì các bác đi con này thì cũng rất là sướng rồi. Chưa tới 400 triệu rồi. Bây giờ các bác chả mua được con gì đúng không ạ? Nếu mà trong cái tầm tiền
đó các bác chơi con này gầm cao bởi Lexus các bác, nói chung Lexus các bác đi nó là quá yên tâm rồi, lồi đồng cối đá mà các bác. Để cho các bác xem cái máy của nó là chính là cái động cơ của Lexus RX350 mà bây giờ 2009, 2010, 2011, 13, 14, 15 đấy là vẫn dùng các bác nhé, vẫn dùng đấy, khối động cơ V6 đấy, V6 đấy, các bác nhé. Tem mác đây các bác nhìn này, con xe này các bác nhìn, nhìn nó rất là còn rất là đều luôn này các bác này, tem này các bác này, lắm xe đời này là tem mác không biết đâu hết rồi. Cabo là zin cho nên là vẫn còn cái tem dấu nhà sản xuất đây các bác nhé. Đây này các bác nhìn này, chiếc xe rất đẹp luôn các bác nhé, từ cái đầu biết này, từ cái nhựa vẫn còn nguyên, cái đèn thế này các bác này, đèn tem vẫn còn nguyên. Con xe này, này em vừa mua xong này các bác này, đèn tem vẫn còn nguyên này các bác nhé. Đây đèn tem vẫn còn nguyên các bác nhé, chưa bị thay thế các bác nhé. Đây các bác nhìn này, chưa bị thay thế luôn, đèn tem mác vẫn còn nguyên hết, từ các cái chi tiết ống nước này tem vẫn còn nguyên đó nhá. Máy V6 của Lexus, máy nó thế hệ mới rồi, máy 3.5 mà các bác, máy 3.5 thế hệ mới các bác nhá. Và đến bây giờ Lexus vẫn dùng các bác, các nhìn này, máy móc này, gàng nó vẫn rất là tươi các bác nhá, gàng rất là tươi luôn, gàng rất là tươi, các cái ống nhựa không hề bị lão hóa một tí nào, này các cái chi tiết này còn chưa bị vỡ này các bác này, chưa hề bị vỡ gì luôn. Lắm xe mà đời cao cái này đã vỡ rồi các bác này, cái này vẫn còn nguyên các bác, máy móc vẫn còn nguyên luôn này, máy móc sáng trưng luôn. Đây máy đang bẩn các bác nhé, từ các cái ống nước này vẫn còn cái vạch sơn nhà sản xuất này các bác này. Đấy, em nói thật các bác là những chiếc xe mà lăn bánh 2010 thì cũng chả khác gì là những chiếc xe mà 2010 người ta đi cả đâu các bác. Đấy, chả khác gì là những chiếc xe mà 2010 đi cả. Tại vì 2010 mới lăn bánh mà các bác. Các cái nhựa cái ít của nó đều vẫn còn nguyên hết. Bên trong ít rất là sáng các bác, rất là sáng. Đời là từ cái lì cabo vẫn còn như này các bác. Cái xe này lắm xe mà 2009 vẫn còn form này. 2009 là vẫn form này còn chưa chắc. Nhiều xe chưa chắc đẹp bằng con này các bác. Con này là 2010 mới lăn bánh nên cái chất nó vẫn khác các bác. Đèn đóm sáng trưng này các bác này. Sáng trưng luôn. Vành bánh đẹp các bác nhé. Vành bánh đẹp. Bánh đẹp luôn. Tem tiếc vẫn còn nguyên hết các bác. Bác nào mà thích chơi xe Nhật đấy, thì các bác đi con Lex này nó là chân ái rồi. Đây các bác nhìn này, cái tem tiếc nó vẫn đẹp này các bác, bóng lừ luôn này. Đấy, bóng lừ luôn. Và cái nước sơn bên trong ấy, rất là bóng các bác. Nói chung là Nhật thì vẫn luôn là cái gì đó mà gọi là những cái đồ của Nhật các bác, những cái đồ của Nhật nó vẫn luôn là rất là bền các bác. Như bây giờ nhiều bác trong gia đình các bác, nhà đại gia, nhà có tiền cũng toàn mua đồ bãi của Nhật dùng. Chứ không mua đồ mới. Nên là thực sự là người Nhật là sản xuất ra cái gì đó là những cái mà phải nói rất là bền các bác. Rất là bền. Này các bác nhìn, từ những cái nhựa của nó theo năm tháng nhưng mà nó đều rất là ok và đẹp luôn. Các chi tiết vân gỗ nó không bị bạc, vẫn bóng lừ luôn. Đây các bác nhìn nhựa ít của nó này. Tại vì các bác nhìn cái xe mà còn cái tem ít như này thì ít lắm các bác. Còn những cái tem này, con này còn nguyên tem hết và tem của nó rất là đẹp. Từ các con ốc con nác, từ cái lòng sơn của nó này, bên trong thế. Nhiều xe đời này là các bác ấy đi nó hay bị han con ốc này. Lý do vì sao là lý do tại vì là khi mà rửa người ta không cẩn thận, người ta không xịt kỹ cái này đi đấy, nó sẽ bị han ốc này, ốc mạng các bác. Nó sẽ bị muội lên đấy, nó chính xác là bị muội. Bị muội rôm rôm lên đấy các bác. Ghế là đều ghế điện hết rồi các bác nhé. Ghế là đều chỉnh điện hết rồi, có sấy sửa ghế thông hơi hết rồi. Các chi tiết đây,
xe cái xe mà đời này mà còn giữ như này nó là rất là ok rồi các bác ạ, rất là đẹp rồi. Đó. Các chi tiết tem mác. Đấy, tem mác. Cửa sổ trời đàng hoàng luôn. Đấy. Vẫn chắc lắm các bạn, vẫn chắc chắn lắm. Đây, tem này các bác nhìn này. Con xe này không phải là xe lẻ nhè đâu các bác nhé, xe rất là đẹp luôn các bác. Này các bác này. Xe quá đẹp luôn này. Nước sơn của nó này các bác nhìn này. Thì các con ốc con ác của nó các bác nhìn này. Tem này. Đời này đa số là lắm xe là tem là nó bật hết cái này các bác. Nó bật. Con này tem vẫn nét căng căng luôn. Các chi tiết này, tem này thế này. Nét căng luôn, sáng trưng luôn. Tem này nữa này các bác này. Tem rất đẹp và mới luôn các bác nhé. Tem rất đẹp và mới. Đây các bác nhìn này. Chi tiết này các bác thấy là bác chủ bác đi là xe là giữ như nào rồi các bác này. Con này thì sản xuất 2006 nhưng mà nó chả khác gì những chiếc xe mà sản xuất 2009 cả các bác ạ. Con này đến 2009 là bắt đầu là hết cái form này các bác nhé. 2009 bắt đầu là hết form này sang form mới. Đây các bác nhìn này. Cái tầm tiền mà 400 triệu thì em nói thật các bác là các bác đi con Lex này thì nó quá là tuyệt vời rồi các bác ạ. Quá là tuyệt vời luôn. Bây giờ các bác mua một con Lex mà 2009 nó đã 7-800 rồi các bác ạ. Nó tầm xe đẹp nó tầm 750-800. RX350 con này chưa tới 400 triệu các bác nhé. Chưa tới 400. Xít xít 400. Cứ gọi cho 400 đi ạ. Bác nào mua là em thiện chí mua là bớt cho các bác. Tất cả từ những cái nhựa hết này đều rất là ok luôn. À, từ cái này vẫn còn nguyên này các bác này. Đấy, từ cái cảm này. Từ này vẫn còn nguyên này. Lỉ hết này. Vẫn còn nguyên này. Lỉ hết đây các bác nhá. Đây các bác nhìn này. Tem này các bác này. Con này sơn nhá, cực sáng luôn các bác nhá. Đây các bác nhìn tem nữa này. Cộp điện. Thân vỏ này rất đẹp các bác nhé, không có đâm va tai nạn, không có ngập nước gì cả. Thân vỏ cực đẹp luôn. Các bác thấy từ những cái chi tiết nhỏ các bác nhé. Cái xe các bác xem từ những cái chi tiết nhỏ đây các bác nhìn này. Cái tem nó đều rất là đẹp, nó không bị phai bật theo thời gian này. Và từ những cái tem này các bác này. Và cái nước sơn của nó trong lỏng nó đều rất là bóng. Lắm xe đời này nó bị mọt cái chỗ này này các bác này. Mọt cái chỗ này. Đấy, nhưng con này là không bị làm sao cả mà cái nước sơn nó rất là đẹp các bác nhé. Đấy, nước sơn nó rất là đẹp này, các bác này. Nói chung xe cũ thì cũng không tránh khỏi được những cái mà theo thời gian. Đấy, nhưng mà nó đẹp thì là nó vẫn là hơn các bác nhé. Đây. Xe rất đẹp luôn, nước sơn của nó cực đẹp luôn bên trong các bác nhé, nước sơn cực đẹp luôn, tem mác nó như thế này mà các bác, nội thất điếc của nó này, nội thất này, con này là da này, bọc da này, rất đẹp các bác nhé, các chi tiết nhựa rất sáng, con này là màu nội thất màu kem sữa, màu kem sữa rất là đẹp, nhìn nó sang nó sạch, nó sang nó sạch này, các bác nhìn này, các chi tiết này. Rất đẹp các bác nhá. Rất đẹp luôn. Đấy. Nói chung cái một cái xe mà theo thời gian như này nó là quá là ok rồi các bác. Xe nó quá đẹp luôn rồi. Nó không thể làm như mới được các bác. Những con này thì nó quá đẹp luôn. Không thể so xe mới được các bác. Xe cũ mà các bác. Mình chỉ quan trọng là nó đẹp các bác. Nó đẹp, cái độ hao mòn nó ít. Đấy. Này các bác này, tem mác này. Trần chiếc led căng luôn các bác nhé, chật đẹp led chắc lịch luôn, lại đi nó chắc lắm các bác, em thật các bác nó có tầm 400 triệu thật, nhưng em nói thật các bác là những chiếc xe mà đời cao, em thật các bác
không ăn được nó đâu các bác ạ. Xe đời cao mà những cái xe mà phân khúc thấp hơn nó thì chắc chắn là không thể nào ăn được nó các bác ạ. Tại vì những chiếc xe này khi lúc mới người ta mua rất là nhiều tiền các bác ạ. Năm 2010 người ta mua cái xe này rất là nhiều tiền luôn. Cực kỳ nhiều tiền. Hơn 3 tỷ chứ không hề ít một tí nào. Bây giờ các bác thấy đây, xe nó còn rất là đẹp luôn như này. Các bác nhìn cái đèn pha nó đẹp như này mà các bác. Cái xe cái đèn nó là một cái mà cũng rất là khó giấu được một cái xe cũ các bác. Đèn nó đẹp thì đương nhiên là người ta đi giữ gìn, người ta đi ít. Và người ta hay để trong lán, hay để trong cái lán có mưa che nắng, nó sẽ không bị ố các bác. Từ cái nước sơn, nước sơn này rất đẹp luôn các bác nhé. Nước sơn rất đẹp luôn. Các bác nhìn nước sơn của nó này, nó căng các bác, nó căng có nghĩa là nó không có bị va chạm, không bị va chạm mà mót méo mà phải giật bả ra thì bao giờ nó cũng lồi lõm các bạn. Nhưng mà cái xe mà người ta đi, người ta không bị va chạm mà mót méo, nó chỉ bị xước xiếc thôi thì người ta sơn đi thì nó cũng cái form nó sẽ rất là căng, nó không bị xấu các bạn. Vâng, thì vừa rồi em đã giới thiệu cho bác nhà mình rất là chi tiết một chiếc xe Lexus RX350. Con này sản xuất 2006, lăn bánh lần đầu 2010, nghĩa mua xuống đường lần đầu là 2010. Đó, một chiếc xe rất là đẹp luôn các bác ạ. Em quay bác rất là kỹ rồi, đèn đóm, máy móc, rồi là nội thất các cái, xe rất tươi đẹp. Đấy, khấu hao thì hết rồi. Đấy, bác nào mà có vừa tiền, các bác chơi cái form này, gầm cao, nó được cái gầm cao. Đấy, mở lại xe Nhật các bác ạ, mở RX350 thì có khi con này rất là ok các bác ạ. Rất là ok luôn. Thì con này bác nào quan tâm thì em để cho bác nhà mình 395 triệu các bác nhé. 395 triệu bác nào quan tâm alo cho em. Và xin cảm ơn các bác nhà mình đã theo dõi hết clip của em. Xin chào tạm biệt các bác.